Cảm ơn quý vị trở lại với bản tin VATV để tiếp tục. Bích Phượng cứ mời quý vị theo dõi chương trình Thao trường trên đất Mỹ, gồm hai trận banh bầu dục Seattle Seahawks vs Dallas Cowboys và Atlanta Falcons vs New Orleans Saints do Võ Thành Nhân và Phạm Ngọc Hoàng thực hiện. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình Thao trường trên đất Mỹ ngày hôm nay. Chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với anh Phạm Ngọc Hoàng để tìm hiểu về hai trận đấu, đó là Cowboys and Seahawks và Falcons và Saints. Và chúng tôi cũng được biết rằng là mùa playoff sắp tới mà cũng vào cái dịp này là cái dịp mà chúng ta nghỉ lễ Giáng sinh, thì chắc chắn là hai trận cầu này có cái gì đặc biệt lắm mà anh Phạm Ngọc Hoàng chọn. Trước hết xin được kính chào anh Hoàng. Dạ, xin chào anh Nhân và xin kính chào quý khán thính giả. Một điều trước khi nói đó thì anh Nhân biết là chúng tôi xin rất cảm ơn những người ái mộ ở bên Dallas. Tại vì là lý do chúng tôi lựa trận mà Seahawks đụng với Dallas Cowboys vì đây là yêu cầu của những khán giả của SBTN DC và VATV thân thương ở Dallas. Và cái ngày đó là cái ngày New Year, Christmas Eve đó. Thì lý do như thế này, cũng như quý vị và anh Nhân biết đó, là cũng như cái trận đánh vừa rồi đó, là Seahawks họ nghĩ là họ sẽ thắng Ram và họ sẽ lấy cái Division Champ. Nhưng mà không ngờ là họ thua một cách thê thảm. Thua quá mà trong khi á, thì đội Cowboy đã gọi là phải nói là get away with murder, đã hạ đội Raiders. Thì bây không giờ hạ hay chứ anh. Hay, rất là hay. Thì phải nói là cũng như thủ quân là quarterback Dak Prescott là phải nói là quá giỏi. Rất là hay. Mà cái người tight end mà nổi tiếng mà của Dallas Cowboy là Witten. Thì phải nói là một người cầu thủ mà rất là every game consistent, không thể tưởng được. Thì chúng tôi rất là thích, mong muốn là đội Dallas Cowboys được vào playoff là vì là bây giờ running back Elliott trở lại. Anh biết là trước khi mà Elliott trở lại đã đánh thì đội Dallas Cowboys là coi như là one man band, chỉ có Dak Prescott với Witten thôi, thành ra bởi vậy rất là cực khổ. Nhưng mà mặc dù không có Elliott nhưng mà offense của đội Dallas cũng đứng trên hàng top 10. Bây giờ có Elliott vô thì đây là một trận đánh rất là sôi nổi. Mà trong khi là đội Seahawks họ có cái niềm tự hào của họ. Nhưng mà mình thì mình thưa với anh Nhân và thưa quý vị đó là chúng tôi nghĩ là Dallas Cowboys thắng. Có thể là anh dựa theo cái record, cái statistic vừa rồi Ram càng quét Seahawks dữ quá ở cái Super Dome không vậy? Dạ thưa anh Nhân và thưa quý vị, cái khổ như vậy anh Nhân này, là tại vì defense của Seahawks coi như là rã rời hết là tại vì Cam Chancellor bị out, Richard Sherman out, Bobby Wagner out, đó là ba người cột trụ của cái Legion of Boom của Seahawks. Nhưng mà cái điều mà mình hơi thất vọng là như thế này, là mặc dù là Russell Wilson đó là một người phù thủy rất là giỏi, nhưng mà cái dàn offensive line của Seahawks đó, không bảo vệ được quá dở. Mà trong khi thì anh Nhân biết đó, ngày xưa đó thì quý vị biết là Nolan Cromwell là cái người mà strong safety của đội Rams mà dạy cho mình về football đó. Thì nói mà mình không bao giờ quên. Ông nói cái người pocket quarterback thì cần cái người tight end giỏi. Cũng giống như là New England với lại Gronkowski vậy đó. Đó, anh thấy không? Và quý vị nhớ cái trận đánh giữa New England và Miami. Khi mà trận đánh đó New England đó, là cầu thủ Gronkowski bị treo giò không được đấu. Bởi vậy cho nên đó, Tom Brady không làm được gì hết. New England là coi như thua. Nhưng mà khi trở lại đối với đội Pittsburgh Steelers, Gronkowski ở trong sân thì anh thấy không? Năm 87 đó. Khủng khiếp luôn. Bởi vậy cho nên thì cái đau khổ là như thế này. Là Russell Wilson là running quarterback thì mình không cần người thay anh giỏi. Nhưng mà đội Seattle đã trade với đội Rams để đưa Jimmy Graham về. Và đã đổi đi cái người center giỏi nhất của mình cho đội Saints. Bởi vậy cho nên á, là Jimmy Graham sau khi trở qua và chơi cho Seattle thì không có tạo thành tích giống như ngày xưa chơi cho Saints. Thành cái đó là cái điều thất vọng. Nhưng mà đội thì đây là một trận đánh elimination quan trọng lắm anh. Nhưng mà mình nghĩ là Cowboys. Và chúng tôi cũng đồng ý là tại vì chúng tôi là
thời của chúng tôi đến Hoa Kỳ là chúng tôi chỉ biết Tom Landry, biết Danny White, biết Tony Dorsett. Do đó nên Dallas Cowboys tự nhiên có một cái tình cảm gì đặc biệt của anh em chúng tôi dành cho cái đội Cowboys. Hơn nữa cái đội Cowboys thì chúng tôi nghĩ rằng nếu mà đá Dallas thì cũng nhiều bạn bè ở Dallas lắm. Do đó nên kỳ này đồng ý với anh Hoàng là chúng ta sẽ go cho Cowboys. Tức là chúng ta sẽ thắng cái game tới rồi, cái ngày gọi là Giáng sinh Eve của chúng ta nó sẽ vui. Hy vọng như vậy đi. Còn cái game mà Atlanta mà đụng với lại New Orleans, Falcon với lại Sen thì như thế nào vậy thưa anh? Cái này nó có tính quyết định ra sao? Dạ thưa anh Nhân và thưa quý vị đó, cái vấn đề đặt ra là như thế này. Bên NFC á, là sẽ bốn đội mà đứng đầu bảng thì sẽ tự động được vào playoff và sẽ có hai spot gọi là wild card. Và bên AFC cũng vậy. Thì bây giờ đó là cái đội NFC South đó là một cái division rất là mạnh. Mạnh lắm vì có New Orleans Saints, có Carolina Panthers và có Atlanta Falcons. Tampa Bay thì coi như out rồi. Thì bây giờ hiện thời đó là Carolina và New Orleans là chỉ là 10 thắng, 4 thua. Atlanta Falcons hôm thứ hai thắng, thành ra record là 9-5. Cái vấn đề đặt ra đó là Atlanta đã hạ New Orleans Saints một trận. Và bây giờ là chỉ có behind là sau New Orleans có một game thôi. Thành ra đây là trận đấu quyết định ai sẽ là division champ. Thành ra Atlanta thì họ rất là mong muốn thắng. Mà đội Atlanta là năm ngoái là anh Nhân và quý vị nhớ là vào trong Super Bowl. Nhưng mà nửa là 7-8 game đầu trong cái mùa năm nay thì chơi rất lòng cọc. Nhưng mà bây giờ they get all together. Regroup rồi. Nó đi regroup. Matt Ryan cái là ném banh như đẻ. Thành ra mà trong khi New Orleans, mà cái đội banh á, mà sẽ ủng hộ Atlanta thắng nhiều là đội Dallas Cowboys. Là tại vì Sean đã hạ Dallas Cowboys. Thành ra Dallas Cowboys sẽ ủng hộ cho đội Atlanta hết mình. Thì anh quý vị biết á, lý do là như thế này. Nếu mà Atlanta thắng thì có thể Sean sẽ bị out. Tại vì Carolina Panthers rất là mạnh. Mà nếu Sean out thì Cowboy có dịp vô. Nếu mà Sean nó out. Yep. Do đó nên Dallas Cowboy sẽ đi theo pha công kỳ này. Yep. Sau khi mà đánh cái game đó thì sẽ biết định yết ai vào ai. Tức là, kính thưa quý vị, ý anh Phạm Công Hoàng nói là sau cái game ngày Chủ nhật hai cái game này á, thì chúng ta biết rõ ràng cái số phận của Cowboy và cái số phận của Sen sẽ như thế nào. Dạ đúng. Hai cái đội đó rất là quyết định. Dạ, còn Seahawks thì thắng thì đương nhiên là Seahawks vào rồi. Dạ chưa chắc. Nhưng mà Cowboy thắng thì chắc chắn là Cowboy vào. Đúng rồi. Dạ. Cowboy thắng thì cái xác suất để vào sẽ là 80%. Nhưng mà Seahawks mà thắng 50-50. Nhưng mà cái sự quyết định của hai cái wild card là ăn thua vào cái trận đấu giữa Sen, Carolina và Atlanta Falcons vì cái division này nó quá mạnh. Dạ, ba đội mạnh. Ba đội mạnh quá. Còn ở bên AFC á, thì phải nói là quý vị biết là anh Nhân rất là hay đã tiên đoán là trong cái mùa bóng á, thì mình có yếu tố trọng tài. Thành ra thôi thì mình cũng không muốn nói nhiều. Không có nhiều, Nhưng mà cũng như cái trận Pittsburgh Steelers và New England á, thì cái đó cũng như chúng tôi có chia sẻ với quý vị, nó là cái preview của AFC Championship. Không, game nó hay. Rất là hay. Thì bây giờ cái vất vả là gì? Là bây giờ đội Pittsburgh Steelers bắt buộc phải thắng hai game tới. Dạ. Tại vì mà cầu mong là New England phải thua. Mà nếu, tại vì bây giờ là hai đội này đang giành nhau cái home field advantage. Yeah. Là tại vì chính ông coach của đội Pittsburgh Steelers, ông nói thẳng, ông không muốn đấu cái trận championship ở trên sân New England. Vì kết luận của anh là Atlanta hay Saints ai sẽ thắng, theo anh á? Theo cái giác quan thứ 6 của anh á? Giác quan thứ 6 của mình á, thì mình nghĩ đó là Atlanta thắng. Atlanta thắng. Yeah. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng mong rằng cái game đó xảy ra giống như cái ý của anh Hoàng. Tại vì game trước thì chúng tôi theo Cowboy, nhưng mà game này thì chúng tôi nghĩ chúng tôi theo Saints. Lý do là chúng tôi đi lại New Orleans rất là thường, để mà giúp những người đồng hương chúng ta khi mà bị lũ lụt hay là khi mà bị ngập lụt gì đó,
Do đó nên chúng tôi có nhiều tình cảm với lại Sen, nhất là cái After Katrina thì chúng tôi có dịp ghé thăm cái Superdome của Sen. Do đó nên kỳ này cũng xin đứng bên này xong ngó bên kia xong là thấy anh Hoàng ở bên Atlanta và chúng tôi ở New Orleans. Và xin được cảm ơn anh Hoàng đã cho cái chương trình ngày hôm nay rất là hấp dẫn và vui. Xin cảm ơn anh. Cảm ơn anh nha và cảm ơn quý vị. New Year Eve rồi, do đó nên buổi chiều hôm nay là chiều thứ bảy, tối trưa thứ bảy. Nhưng mà ngày mai là sẽ là cái ngày mà quý vị coi football, thì là cái ngày mà quý vị sẽ chuẩn bị để mà chờ đón Noel. Do đó nên anh em chúng tôi, anh Hoàng và chúng tôi kính lời chúc quý vị có một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ và an lành bên người thân và gia đình. Anh Hoàng có đồng ý như vậy không ạ? Dạ vâng ạ. Dạ, kính thưa quý vị, bản tin VATV do SBTN Washington DC thực hiện đến đây xin tạm ngừng. Kính chúc quý vị có một cuối tuần và một mùa lễ Giáng sinh thật hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng xin được kính chào.